Đây là buổi cơm trưa của gia đình Linh Linh vừa nấu xong nè. Buổi cơm này á, mình vừa ăn mặn được, vừa ăn chay được luôn nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy thích buổi ăn trưa này thì Linh mời cả nhà cùng vào bếp với Linh. Dạ, Linh xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh LG Kitchen Cuộc Sống ở Mỹ. Linh chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ nha. Hôm nay Linh sẽ chia sẻ cách nấu buổi cơm trưa của nhà Linh. Đây là tất cả thành phần nguyên liệu để Linh làm buổi cơm trưa cho gia đình Linh nè. Thì hôm nay Linh sẽ nấu món, cái này là măng tây. Măng tây Linh sẽ xào với tỏi. Còn đậu que Linh cũng đã rửa sạch sẽ rồi. Linh cũng xào đậu que với trứng. Rồi đậu hũ này là Linh mua ở Costco vậy nè. Mỗi một cái miếng vậy nó là 450g, Linh có là 3 miếng. Linh sẽ làm là phân nửa đó, 1,5 miếng, Linh sẽ chiên với hành, sốt xì dầu, mặn ngọt. Còn một phần thì Linh sẽ chiên với muối xả ớt. Còn thành phần gia vị thì Linh sẽ có là đường, bột niêm. Cái này là xả nè, để một chút nữa đó là mình chiên xả ớt. Rồi ớt, bột ớt paprika với muối. Thì nếu mà mình xài tỏi thì mình không thể thiếu là Linh sẽ có thêm một củ tỏi, là 3 cái trứng, một chút nữa để mình xào với cái này. Rồi hành lá Linh cũng rửa sạch sẽ rồi. Hành lá này ở ngoài vườn Linh hái vào nè. Đó là tất cả thành phần nguyên liệu để Linh làm buổi cơm trưa hôm nay. Đầu tiên là Linh sẽ đi xắt tàu hũ ra để mình chiên. Cái tàu hũ này Linh sẽ chẻ ra 4, 6. Một miếng tàu hũ Linh chẻ ra làm 8. Cái này là chút nữa là mình chiên xả ớt. Nè, xả ớt mình chiên miếng dày dày ăn mới ngon. Đó, tàu hũ đó Linh sắc cái miếng này dày dày vậy đó. Cái phần này là mình sẽ chiên xả ớt nè. Còn cái phần này là mình sẽ chiên hành. Chiên hành thì mình sắc làm 16 miếng, nó mỏng hơn. Rồi, bây giờ Linh qua bên đây, Linh sẽ bắt cái chảo dầu lên Linh chiên nha. Đây là Linh có một cái chảo nè, Linh bắt lên bếp. Đợi chảo nóng Linh sẽ cho dầu vào. Còn bên đây là Linh có một cái nồi nước, Linh bắt lên. Để một chút nữa nước sôi đó, Linh sẽ trụng đậu que với măng tây để Linh đi xào. Giờ dầu nóng rồi, Linh cho tàu hũ vào Linh chiên nha. Rồi nước của Linh sôi rồi nè, Linh sẽ cho vào đây một tí muối với một tí đường. Kế tiếp là Linh cho hết đậu que vào. Cái này là Linh có nửa ký nè, 500g. Linh luộc mà khi mà thấy đậu que nó vừa chín tới là Linh sẽ vớt đậu que ra nha. Đó, tàu hũ Linh đang chiên nè. Ngay cái bếp của Linh ngay cái cửa sổ, bởi vì cái ánh nắng nó chá vào. Còn cái này là đậu que Linh đang luộc. Giờ tàu hũ của Linh vàng là Linh sẽ cắt tàu hũ ra.
Đó, tàu hũ vàng này đó. Giờ Linh tiếp tục Linh cho cái phần tàu hũ còn lại Linh chiên vàng như vậy nữa nha. Sau khi Linh cho tàu hũ vào bên kia chiên á, thì Linh thấy bên đây á, là đậu que của Linh đã chín rồi. Linh sẽ vớt đậu que ra. Cái dĩa đậu que mình xin mướt này ngon không cả nhà. Sau khi vớt đậu que ra xong rồi đó, Linh sẽ cho cái măng tây. Măng tây này là Linh có là 300g măng tây. Linh cho nguyên cái măng tây này vào Linh luộc. Mình sẽ luộc măng tây trong 2 phút đó, là măng tây chín rồi nha. Đây là tất cả thành phần nguyên liệu Linh đã sơ chế xong nè. Đó, hành, lá Linh đã sắc ra. Cái này là cái ngọn, cái này là cái gốc. Để một chút nữa đó, Linh xào tàu hũ với Linh xào đậu que. Đậu que Linh đã luộc chín rồi. Măng tây Linh cũng đã luộc rồi nè, Linh vớt ra nè. Đậu hũ Linh đã chiên xong. Cái này là nước sốt. Nước sốt này là Linh có một muỗng nước tương, một muỗng nước lạnh với một muỗng đường. Nhà Linh nó sốt nha, tàu hũ như vậy đó mấy đứa nhỏ nó ăn không, thành ra Linh sốt nó lạt lạt ngọt ngọt chứ không có mặn. Còn bên đây á là Linh có là một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột ớt Hàn Quốc, một muỗng cà phê bột niêm, hai muỗng canh tỏi bằm. Cái này là hai muỗng canh xả bằm. Bên đây là một củ tỏi Linh đã bằm xong rồi. Ba cái trứng hồi nãy Linh đã nói đó, thì ba cái trứng này Linh sẽ đem đi xào đậu que. Bây giờ Linh bắt tay vào bếp Linh đi xào nha. Đầu tiên là Linh bắt một cái chảo lên bếp, Linh cho vào chảo là ba muỗng canh dầu ăn. Linh phi hết một cái củ tỏi. Khi mà dầu nóng đó, Linh sẽ cho hết tỏi Linh đã bằm vào, Linh phi cho nó thơm. Sau khi mà tỏi phi mình vàng đó, Linh sẽ cho ra một cái chén. Linh sẽ chừa lại đây khoảng một muỗng canh. Giờ Linh sẽ cho hết cái phần măng tây vô. Linh xào. Linh sẽ nêm vào là nửa muỗng cà phê bột nêm, một tí xíu muối, một tí xíu đường. Rồi Linh sẽ trộn đều lên cho măng tây mình thấm với cái bột niêm muối tiêu đường. Rồi vậy là măng tây mình xong rồi đó, Linh sẽ cho ra cái dĩa lại. Măng tây sau khi Linh cho ra dĩa đó, hồi nãy mà tỏi mình sấy nè đó, bây giờ Linh giải lên. Rồi xong một món, Linh sẽ múc một cái muỗng dầu tỏi vô đây. Linh cho hết đậu que vào Linh xào. Cho vào đây một tí đường rồi đó, bây giờ Linh cho một tí xíu bột nêm. Đặt ba cái trứng vào. Mình trộn đều như vậy nè, cho cái trứng nó áo vào cái
mắm đậu que của mình cho nó ngon nha. Linh sẽ cho hành lá cắt khúc với hành lá sắc nhỏ vào, Linh xào lên cái nữa là xong. Nãy Linh quên cho muối, thành ra nó hơi lạ, Linh sẽ cho vào đây một tí xíu muối. Rồi, xe xào trứng của Linh cũng xong luôn. Cho vào một tí tiêu cho nó ngon. Rồi, món thứ hai của Linh đã xong. Bây giờ Linh tiếp tục Linh làm cái món tàu hũ sốt nước tương mặn ngọt. Linh cho vào cái chảo này một muỗng dầu chứ, xong Linh cho hết nước sốt vào. Cái đó là Linh cho hết tàu hũ à, nãy cho tàu hũ mặn nè. Đó, mình cho hết vào bên rim đó, cái phần tàu hũ dày này chút nữa mình làm mà tàu hũ xào xà ớt. Mình chỉ riêng vậy là cho cái nước tương á nó rút hết vào trong tàu hũ cho nó thơm. Sau khi mà Linh thấy tàu hũ á nó rút hết cái nước sốt rồi đó, Linh cho cái góc hành vô nè. Đây là nó có cái đó. Vậy là món thứ ba của mình xong rồi đó, Linh cho ra dĩa luôn nha. Đây là cái món thứ ba, đậu hũ xào mặn ngọt. Bây giờ món thứ tư là đậu hũ xào sả ớt. Còn lại một cái muỗng dầu tỏi nè, Linh sẽ cho sả vào. Phi cho sả nó thơm nha. Mình phi mà sau khi sả nó dậy mùi thơm rồi đó, cho hết cái phần hỗn hợp này vào. Dặn lửa nhỏ xuống để em thôi nó bị khét. Cho hết tàu hũ này vào. Giờ mình sắp đều lên thôi. Giờ mình chỉ lăn cho nó áo đều hết, xả nó áo đều vô tàu hũ của mình là xong. Đây là món thứ tư. Rồi, cái này xong rồi đó. Linh sẽ cho ra dĩa luôn. Linh vừa
Nấu xong buổi cơm trưa cho gia đình Linh nè. Buổi cơm này mình vừa ăn mặn được, vừa ăn chay được. Nó gồm có là đậu que xào trứng, măng tây, xào với tỏi, rồi tàu hũ, xào sả ớt, tàu hũ xào nước tương, đường, chua, ngọt ngọt. Đó, Linh đã hoàn tất xong buổi cơm trưa. Giờ Linh xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà vào video kế tiếp nha. Bye bye. Linh chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình mình.